thì có thêm cả Ly, chị em sinh đôi của Linh. Không cùng cha không cùng mẹ. Không cùng cha không cùng mẹ, chỉ gần nhà nhau thôi. Chỉ gần nhà nhau thôi, nhưng mà twins, nên hôm nay bọn mình đã quyết định là mặc hai cái áo chất liệu giống nhau để chứng tỏ sự twins của hai đứa mình. Đúng. Nhưng mà đây, anyway, hôm nay thực ra lúc mà bọn mình đang quay thì là ngày 31 tháng 12 rồi, là ngày cuối cùng của năm. Thế nên không còn gì tuyệt vời hơn là quay video cuối cùng cùng với cả bạn thân nhất của mình. Nên chủ đề của video ngày hôm nay chính là best and worst purchase của năm 2019. Và Linh sẽ có 5 items, 5 sản phẩm mà Linh thấy là kiểu như là đáng tiền nhất và vừa đáng tiền nhất và vừa không đáng tiền nhất. Đúng rồi. Đấy, còn Ly thì cũng chọn ra 5 sản phẩm, thế nên tổng cộng lại của bọn mình thì sẽ có 10 sản phẩm liền. Và bọn mình sẽ bắt đầu luôn vào với cả video ngày hôm nay nhá. Nếu như mọi người muốn biết xem là Ly và Linh đã có gì thích nhất và đáng tiếc nhất trong 2019 vừa qua. Rồi, ok. Number one của Ly, một best. Cái sản phẩm best gọi là Ly yêu thích nhất trong cả cái năm đấy. Năm 2019 vừa rồi mà Ly cảm thấy là Ly không hề hối tiếc khi mua sản phẩm đấy. Đấy chính là tăm xịt răng. Tăm xịt răng. Ừ, nghe cái máy cái sao máy xịt răng, kiểu cái máy tăm tăm nước ấy, cái máy tăm nước. À, tăm nước. Tao nghe mày tăm ấy, tao kiểu tăm bông. Sản phẩm thích nhất của Ly năm vừa qua đáng mua nhất chính là tăm bông. Thì các bạn có thể biết là Ly thì là niềng răng, Invisalign. Thế nên là nhiều khi là có những cái khe hở ở trong răng thì nó cũng khó để chúng ta có thể dùng. Và Ly rất thích ăn. Hai bọn mình là hai con lợn, thế nên rất thích ăn. Thế nên là nhiều khi ăn là thích ăn thịt. Đấy, hay rất răng. Đấy, hay rất răng. Thế nên là vì niềng răng, thế nên là phải mua máy tăm xịt nước. Và máy tăm xịt nước ở nhà có một cái, và mang đi du lịch cũng phải có một cái. Có portable á, có một cái nhỏ nhỏ mang theo được. Đúng rồi, chính xác, thì sẽ để hình ở đây cho mọi người. Nghe có vẻ đắt đỏ các bạn. Khoảng tầm hơn 1 triệu thôi, nhưng mà tiện ấy. Đợt nào mà đi công tác ấy mà không có cái đấy, kiểu cảm giác như trong răng mình không được sạch sẽ lắm. Và thế kiểu mỗi tối ấy, thì sau khi mà bỏ Invisalign ra thì mày sẽ kiểu xì. Đúng rồi. Hay là có bắn nước vào mặt không? Có. Mày mà không xịt thì mày có cảm giác là trong mồm mày có một cái buffet. À, ok. Và nếu mày xịt rồi mày xịt kiểu xong xịt rồi, hết ra. Đúng, sạch lắm luôn ấy. Ta biết rồi, nó hơi giống cảm giác như kiểu mình đi nha sĩ xong rồi kiểu bác sĩ hay kiểu xịt một cái nước thật là mạnh vào. Thế xong nó đẩy hết tất cả kiểu bã bẩn các thứ rồi ấy, ở men răng các thứ này nọ, đúng không? Đấy, thì sản phẩm best đầu tiên mà Linh đã mua trong năm 2019 vừa qua ấy, thì Linh thấy đó chính là cái MacBook Pro trước mắt Linh. Từ trước đến giờ, từ hồi 2014 à? 2014, 2012 thì Linh không nhớ, từ hồi còn đi du học với Mỹ cơ. Thì là Linh có cái MacBook Air đầu tiên Linh tự mua, xong rồi Linh dùng mãi cho đến tận năm 2019 vừa rồi. Nhưng mà mình cứ không mua vì kiểu mình tích tiền ấy. Mặc dù là máy MacBook Air thì nó không đủ mạnh để mà edit video cũng như là làm những việc khác. Bởi vì là edit video thì mọi người sử dụng MacBook Pro nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cả MacBook Air nó không bị nóng máy, nó không bị kiểu các thứ ấy. Thì tất cả những cái gì mà Linh edit ấy cảm thấy nó nhanh hơn này, với cả nó khỏe hơn nên nó không bị nóng máy, xong rồi nó không bị kêu do ấy. Thế nên Linh cảm thấy là trời ơi, thực sự đây đúng là một cái sự đầu tư cực kỳ là thích. Bởi vì mình có thể kiểu thoải mái edit hơn ấy. Nhiều khi edit mà máy cứ nóng lên ấy, khó chịu lắm. Khó chịu lắm, với cả nhiều khi nó sẽ làm cho mình cảm thấy là mình tụt mút ấy. Đúng rồi, hoặc là mình bị chậm việc ấy. Món thứ hai mà Ly phải nói là best của Ly ấy, thì đấy là một cái mà Ly đang có trên tay. Đây chính là cái chiếc đồng hồ thông minh này, đồng hồ sức khỏe xịn ấy. Gần đây thì Ly cũng khoảng nửa năm gần đây Ly cũng quay lại đi tập gym, và xong rồi Ly bắt đầu kiểu để ý hơn về kiểu bước đi fitness, xong rồi kiểu nhịp tim ấy, thế nên là của mình cô gái fitness. Thế nên là mới quyết định là mua cái này, thì cái này rẻ lắm. Cái này rẻ hơn rất nhiều. Kiểu Apple Watch bình thường là 3-4 triệu, 4-5 triệu đúng không? Cái này cũng 1.8 triệu à. Nhưng cái này nó chỉ khao bước chân đi. Cái này khao bước chân, nhịp độ tim, nó vẫn báo tin nhắn, vẫn báo điện thoại đến. Nói chung những cái cơ bản ấy. Classic thì nếu bạn nào xem video những sản phẩm công nghệ làm đẹp của Ly thì biết bạn này đấy. Thì nói chung là cái này rẻ, ngon, gọn nhẹ. Với cả nó kiểu nhìn trông cũng xịn mà. Pin lâu ấy. Nhìn trông kiểu hàng xịn xò vãi. Yeah, đây là thay dây. Thì nó kiểu pin 3-4 ngày đâu phải sạc một lần. Đấy, các Fitbit là cũng là một trong những cái hãng mà về đồng hồ sức khỏe đầu tiên trên thế giới mà. Thì kiểu nó chuyên dụng hơn đúng không? Thì nó chứ còn Apple Watch nó cũng phải mua công nghệ về mà. Apple Watch thì tao nghĩ nó thiên về thời trang với cả nói chung là vẻ bề ngoài nhiều mà hơn. Nói bây giờ đến sản phẩm thứ hai mà Linh thấy là kiểu best purchase của Linh năm 2019, sản phẩm này thì không hề đắt một tí nào cả, đó chính là đôi sandal màu trắng của tao. Rồi. Cái đôi đấy Linh thề là đến bây giờ Linh vẫn đi event này, đi chơi này, đi linh tinh các thể là nó hợp với tất cả các đồ nó hợp với tất cả các
các bộ đồ mà đôi đấy như có mỗi 600 mấy. Đôi đấy thực ra nó trông hơi giống nhái của một cái hãng xịn xịn của The Row. Nhưng mà The Row là 24 triệu một đôi mọi người ạ. Còn đôi này nó chỉ có 600 mấy thôi. Mà lần nào... Em ơi, 24 triệu rồi á. Nhưng mà kiểu xe đồ nó hay nhanh hỏng ý. Ừ, mà kiểu nói chung là đối với các kinh nghiệm của Linh ấy, đi mua giày hàng hiệu ấy, hầu như là nó đều làm mọi người đau chân. Hôm nào Linh sẽ cố gắng làm một cái video khác về những cái worst purchase về hàng hiệu của Linh. Làm mới làm xong còn nhục luôn á. Nhưng mà quay trở lại các sản phẩm này thì đấy là cái đôi dép sandam mà Linh yêu quý nhất. Chắc cả đến năm 2020 Linh vẫn sẽ tiếp tục đi, bởi vì nó hợp với tất cả mọi bộ đồ cũng như là mọi sự kiện, kể cả sự kiện quan trọng đi cũng được. Nhiều khi mình cũng muốn thay đôi khác nhưng mà đôi này nó hợp nhất, thế là lại đi lại. Thì cái best cuối cùng của Lee có lẽ sẽ là cái máy pha sữa, máy làm sữa. Sao ta thấy mày giống mẹ bỉm sữa vậy Lee? Tại vì kiểu nó làm thay đổi cuộc đời ấy. Cái thì video hướng dẫn thôi mà. Có video hướng dẫn. Đây Linh sẽ để bên này nhá, mọi người có thể xem cụ thể. Linh cũng phải xem bởi vì thực ra là đấy là quà cưới Linh xin Lee, bởi vì Linh cũng muốn kiểu healthy như Lee. Làm được một lần chưa? Chưa. Không phải. Tao còn chưa đi mua hạt. Phải đi mua hạt thì mới làm. Mua ăn em ý. Có hạt đấy. Đấy thì đấy là cái máy á. Máy làm sữa, máy gọi là máy sinh tố đa năng đi. Nó có thể làm được rất nhiều thứ. Thì cái đợt mà Lee được tặng cái máy đấy thì cái máy đấy là nó kiểu dạng như là đúng cái đợt mà bố Lee bị sốt xuất huyết. Thế là mà đúng cái đợt đấy thì Lee cũng đang kiểu tìm hiểu về làm sữa hạt, làm các thể sữa hạt. Tại vì kiểu đợt đấy bắt đầu healthy lên không? Mày thấy đợt đấy tao kiểu super healthy ấy. Kiểu lúc đấy mình không quen nó mọi người. Kiểu Lee luôn luôn cảm thấy là mày có phải là bạn tao nữa không? Bởi vì là nó quá healthy thì mình cảm thấy là kiểu mình không có thể mà kiểu can't relate. Cái đấy máy đấy thì nó đầu tiên là nó làm sữa không hạt này, nó rất là tốt, nó có thể nấu được cho mình mà trong 8 phút ấn một phát là xong, mình đi chỗ khác. Đấy xong rồi từ đấy như Ly nói là bố Ly bị sốt xuất huyết thì có một mình bố thôi, thì mẹ Ly thì hay bị cái thói quen là nấu cháo nó rất nhiều. Thế là từ đấy mà ở trong cái máy đấy nó có nấc nấu cháo. Thế là mẹ ta chỉ cần cho gạo cho nước và mẹ ta để đấy thôi, nó tự nấu cho năm nhà mà đủ một suất cho cả nhà. Đủ một suất cho bố ta ăn thôi. Kiểu bữa nào có bữa đấy luôn ấy. Kiểu nó rất là gọn đấy. Xong rồi kiểu hộ chính mẹ Ly là người dùng cái máy đấy nhiều hơn cả Ly. Có khi ở đấy là best purchase của mẹ Ly luôn. Thế xong rồi xong rồi nấu rất nhiều thứ, xong rồi còn hấp gà trong cái máy đấy, xong rồi còn đủ thứ, xong rồi còn sinh tố đủ hết. Nói chung là cái máy đấy nó rất là tiện. Nó làm giúp tao cảm thấy là cái quá trình mình làm một cái lít sữa hạt nó nhanh hơn rất nhiều, mất khoảng 8 phút và 24 tiếng âm, 12 tiếng âm hạt. 12 tiếng âm hạt. Mày khiến tao cảm thấy ý là mày trước khi đi ngủ thì mày âm hạt sữa sáng xong mày đổ vào đấy, mày chỉ có mất 8 phút là mày lại có sữa uống. Ok. Sau năm mới Linh sẽ cố gắng đi siêu thị và mua hạt về ngâm hạt 12 tiếng trước. Sau đấy thì mình sẽ làm sữa đậu nành và mình sẽ tác Ly vào. Nhớ nhé, để report là cuối cùng tao đã biết là sữa. Là cái list cuối cùng của Linh trong đồ mà best purchase thì cũng là một cái đồ gia dụng. Nhưng mà đấy, mày có khác gì tao đâu. Nhưng mà từ đấy giờ mày cũng gia dụng với cả điện máy. Thực ra thì đời sống của mình nó đa dạng mọi người. Tại vì bình thường là bọn mình hay thích kiểu review skincare và make up ấy. Nên là bọn mình chỉ nói về những cái đấy. Nhưng thực ra bên ngoài bọn mình mua rất là nhiều những thứ linh tinh ở trên đời này. Thế nên nếu mọi người thích thì đừng quên comment để Ly và Linh tự review cho mọi người nhiều thứ đa dạng hơn. Biết đâu năm sau Linh lại review máy hút bụi thì sao? Mà best purchase của Linh đó chính là cái máy Linh mua của Lock and Lock, máy nồi chiên không dầu. Ủa tao cũng mê nồi chiên không dầu ấy. Linh mua luôn một cái to cơ. Thực ra hồi trước thì tại vì Linh ở với chị Anh thì chị Anh cũng có một cái nồi Lock and Lock chiên không dầu rồi mà nó nhỏ hơn. Hay lần đấy Linh kiểu có nhà riêng mua lớn chơi lớn, mua luôn cái loại 2.5 lít hay sao ấy đó. To đúng rồi, mày kia mày nhìn thấy không? Ngoài đồ bàn nữa. Thực ra không phải cái món gì làm bằng nồi chiên không dầu nó cũng ngon. Nhưng mà tiện. Nếu như mà đấy nó tiện. Tại vì Hải thì thích ăn cơm nhà mọi người. Well, thế nên là này, tao cảm thấy là mày chuẩn bị giống mẹ tao ấy. Tại mẹ tao bắt đầu giống bác Thu. Kiểu bố tao sẽ luôn luôn ăn cơm nhà, không thích ăn ở ngoài ấy. Thôi ít ra là Hải nhà tao đỡ hơn bố mày là bởi vì bố mày bắt buộc là phải ăn cơm nhà. Đúng. Còn Hải là ăn cơm ở nhà. Vẫn được ăn cơm ở nhà. Còn nếu tao muốn nấu thì là sẽ được ăn cơm ở nhà. Nhưng mà hầu như thì Linh sẽ cố gắng nấu. Thì ví dụ như là những hôm nào mà quá bận chẳng hạn mà mình kiểu phải nấu một vài món nhiều ấy, thì những cái món nào mà chiên ngon được ở trong nồi chiên không dầu ấy,
thả vào đấy một cái là kiểu không cần phải lo nghĩ gì, đúng rồi. Không phải kiểu bị lo dầu bắn ra ngoài xong lại phải đi dọn bếp, xong rồi mùi. Đúng rồi, xong rồi đang làm cái này thì vẫn có thể nấu món kia ra, xong rồi vừa vặn nấu xong xong cả một bữa. Ok, còn về worst đúng không nhỉ? Worst mày chơi. Worst thực sự là rất là khó, tại vì phải nói là năm vừa rồi Ly kiêng không mua sắm quá nhiều. Tại vì kiểu mày lừa tao hả? Mày mua bao nhiêu túi mà lừa? Không, nhưng mà đấy là thấy không phải là worst. Tao mua tự nhiên ý là, à, là kiểu, không mua linh tinh ý. Đấy, suy nghĩ khá là chín chắn và chín chắn hơn. Một cô gái 28 tuổi biết chia sẻ trong chi tiêu. Bởi vì cô đã mua quá nhiều túi nên cô phải chia sẻ với các bạn ạ. Là như vậy mua nhiều ấy. Trời ơi, bạn gì đâu. Ok. Đấy chính là cái máy làm tóc ba lọ. Kiểu nó xoắn 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 này này. À nó gầm trên này á. Đúng rồi. Xong kiểu mình kẹp vào. Đúng rồi. Ta định mua cái đấy đấy. Cái đấy trông chán lắm trời ơi. Thế nào tóc mày sẽ kiểu hơi rong gieo hả? Tóc ly như này đúng không? Nó ngắn này đúng không? Thì như trên hình nó miêu tả thì nó sẽ kiểu gọi là lượn sóng giống như kiểu beach wave. Thì nó sẽ nhanh hơn là cái cách mà Ly hay làm bình thường. Cái máy đấy Ly mua ở trên Shopee có hơn 100.000 trăm rưỡi thôi, rẻ bất ngờ. Không, nhưng mà cái đấy nó rất là popular. Ồ, cái đấy là cái rất là popular. Mua về thề luôn, nó to hơn nhé. Từ mình tưởng là nó chỉ to khoảng từ này thôi thì nó vừa với cả cái kiểu cái khuôn tóc của mình ấy. Nhưng mà như nó bảo nó bằng cái này mà đúng không? To vãi. Nó phải dày như thế này này. Xong rồi nó kẹp một phát hết cả cái tóc của mình rồi. Mà xong rồi kiểu nó bị nó, thứ nhất là tại vì chắc là tại vì nó rẻ ấy, thế nên là cái lượng hít của nó không được đều. Thế nên là nó cái lượng nhiệt nó không làm cho mình cảm thấy như là cái tóc của mình rất là khô. Rồi ok. Còn worst purchase của Linh thì đó chính là một đôi giày hàng hiệu. Linh có đoán ra được đôi nào không? Đôi đen đúng không? Đôi đen tên là gì? Quên mất tên rồi nhưng mà tao biết đôi đấy. Đó chính là đôi cao gót Gianvito Rossi của Linh. Thực ra Linh cũng mua sale thôi, nhưng mà nó cũng hình như Linh nhớ là 12 hay 13 triệu gì đấy. Nói chung là tầm bằng ở đấy. Và Linh quyết định mua bởi vì là đợt đấy rất là thích đôi đấy luôn. Với cả vấn đề là tao còn lên đọc review là đôi đấy đi rất êm, rất thích, very comfortable. Xong rồi kiểu các sao toàn đi mấy đôi đấy toàn kiểu GG rồi các thứ ấy, kiểu như là kiểu các chị ít icon, ít girl đi. Mua xong rồi cuối cùng là thứ nhất là mua sai bởi vì thực ra là những cái này đều phải đặt order với nước ngoài về. Và không thử trực tiếp đúng rồi, Việt Nam không có cửa hàng để mà thử trực tiếp. Thế nên là mua nó cũng hơi rủi ro nhiều. Linh mang đi ra để Linh đút thêm cái đế vào ấy thì nó đi vừa. Nhưng mặc dù kể cả vừa đấy thì tại vì cái đôi giày này này nó được làm bằng, nó gọi là plexi. Thì hai bên nó là kiểu gọi là plastic ấy, nhựa dẻo. Nhưng mà nói chung là hình như chân của Linh ấy nó không phù hợp, nó hơi xương sẩu. Thực ra tôi thấy cái mấy cái nhựa dẻo đấy ở Việt Nam bị bí. Thế á? Kiểu nó không thoáng với chân, nó khó chịu ấy. Linh không thấy bí lắm nhưng mà đi nó hay bị kiểu đau chân ấy. Đặc biệt là hai bên cái bè chân bên này này. Nó bị riêng cả, nó bị kiểu cựa vào ấy. Nên là nhìn thì rất là đẹp nhưng mà đi lên thì không hợp. Bây giờ Linh vẫn đang để nó ở trong tủ ấy. Thực ra Linh bị bệnh là nhiều khi Linh muốn bán xong Linh lại kêu thôi con tôi không bán được. Bảo chứ tôi muốn bán nó, tao chưa bán được, tao phải đăng bán đi, tao chưa bán được nó. Thế lâu lâu lại kiểu sao chưa bán được nó nhỉ? Nhưng mà tại vì tao sợ là vì tao không thích nhưng mà tao bán cho người khác, người ta cũng không thích thì sao? Thì đấy là chuyện của người ta, mày quan tâm làm gì? Nhiều lần Ly bảo với Linh là Linh ơi mày phải dọn nhà mày đi, mày phải garage sale cho tao đi, rẻ thôi, bán thật rẻ, tách đồ ra khỏi nhà đi. Rồi của Ly là món worst cuối cùng. Kiểu lúc đầu mình mua về mình vẫn thấy là xong kiểu cố kiểu giống như kiểu cố đi. Không phải, nhưng mà lúc đấy mình vẫn kiểu excited ấy, mình vẫn thấy hào hứng ấy. Xong rồi càng ngày càng thấy nó không hợp mình thật. Sao? Món đây chính là một đôi kính Gentle Master. Mà nhiều kính gọng hồng hồng của tao mà xong rồi nó reflect ấy, mà nó to đùng ấy. Đấy, cái kính đấy. Thì sao? Nên tao mất sợ phải 200 mấy đô. 200 mấy đô, cái đợt mà mình đi Hàn Quốc với nhau ấy. Thế thì rất đầu tiên đấy chính là nó quá nặng. Thế á? Nó nặng lắm, nó nặng lúc nào cũng tì hết vào cái mũ của tao này. Mà dù tao đeo nó cũng nhiều nhưng mà kiểu xong rồi mình nhìn lại vẫn thấy nó bị nặng quá. Mỗi lần nhá, nó lại còn cái quai này của nó còn bị suốt ngày tì vào tai của tao. Cái quai nó mẹ không vừa form với cả cái tai của mình ấy. Đấy, thứ nhất là đau mũi này, đau tai này. Xong rồi mỗi lần để lên trên đầu này thì nó lại
cái độ dài vậy không vừa để mà cài hết được vào cái phần tai này của mình. Thế nên là nó lại dễ bị tuột xuống. Nhưng mà tao nghĩ của mày không đau thương bằng của tao. Của tao đến bây giờ tao chưa dùng được một tí gì cả. Của tao hình như cũng không đến nỗi là đắt quá như của mày. Vẫn rẻ hơn nhưng mà vì không dùng được nên là suy ra thì nó vẫn tốn tiền thôi. Và Linh đang có trước mặt Linh đây thì là cái Samsung Solid State Drive. Đây là một lời khuyên chân thành cho mọi người là mặc dù Linh rất là thích mua sắm online trước khi đi ngủ, nhưng có những lúc trước khi đi ngủ mọi người thường là sẽ ở tình trạng mộng mị và mơ mị và không biết là mình đã làm gì sai với cuộc đời của mình. Và đây chính là kết quả, hậu quả là bởi vì Linh là muốn mua một cái này mới đúng là cái đúng của nó này. Linh muốn mua một cái mà để mình có thể vừa edit và vừa lưu file những cái file mà bọn Linh hay quay ấy. Thì cái này nó rất là nhỏ gọn và nó là Samsung Portable. Đúng. SSD nhấn mạnh portable nhấn mạnh đấy là bởi vì đêm hôm đấy Linh thiếu mất chữ portable mọi người ạ. Xong rồi sự nhục nhã nó vẫn chưa kết thúc ở đấy. Không biết là mình làm gì đâu, mở ra luôn mà một khi mọi người đã mở ra rồi nó bị mất cái mác này. Đúng. Thì người ta không cho hoàn trả lại, người ta cũng không cho đổi. Thế là tôi mua cái này hình như 1.8 triệu đến 2.8 triệu gì đấy không nhớ, Linh sẽ để lại giá trong này. Cũng không dùng được. Cái này nó chỉ dùng cho máy PC ấy mày. Tức là máy kiểu máy tính để bàn ấy. Em xin lỗi. Không biết có bạn nào rồi. Xem phim đang xem video này mà là dân công nghệ mà đang rất cần thêm dung lượng cho những máy dạng PC. Đây là một cái sản phẩm rất tốt, 500GB liền và có tên là Samsung SSD 860 Evo, hình như cũng rất là xịn. Nói chung là Linh mà mỗi lần mà Linh đầu tư hay Linh mua cái gì nó tốt nhất và mới nhất. Thế nên là bạn nào biết là ai muốn mua cái này làm ơn hãy comment cho Linh để Linh giải tán đó, bởi vì mua từ đầu năm đến giờ vẫn để trong tủ không biết bán cho ai vì không quen ai. Này Linh ơi, tao cảm giác như đây là show bán hàng của mày. Đúng rồi đấy mọi người ạ. Đây là blog sale của Linh nha. Đổi title. Đây là blog sale của Linh đấy. Thì đấy là sản phẩm đáng buồn, đáng tiếc nhất đến bây giờ vẫn còn thấy muốn tự vả vào mặt của Linh đó. Và đó chính là tất cả những sản phẩm đáng mua nhất cũng như là đáng tiếc nhất của Linh và Ly trong năm 2019 để kết thúc một năm up and down, sụt lên sồi xuống. Nhưng mà có vẻ up nhiều hơn down. Đúng rồi. Đó, thì anyway là Linh mong là cái chủ đề mới mẻ này thì sẽ khiến mọi người cảm thấy có hứng thú cũng như là vui hơn khi xem video này cùng Linh và Ly. Và mong là trong năm 2020 thì Ly sẽ vào Sài Gòn thật là nhiều để bọn mình có thể quay tiếp nhiều video khác với nhau dài hơn cũng như là có content hay hơn nhá. Và nếu như mọi người thích video ngày hôm nay thì đừng quên nhấn like để ủng hộ cho video của Linh lại ổn đít, Linh edit nhanh, cũng như là đừng quên nhảy sang channel của Ly để subscribe và xem tất cả những video review, bởi vì Ly là một tín đồ review và đang rác, lượng rác cũng như là bà đồng nát rất chi là có tiếng. Và có một cái video lên sóng của Ly đúng nữa. Thế Linh sẽ collab với Ly là video mukbang và reaction trên channel của Ly, thì nên mọi người đừng quên mở description box để xem link video nhá. Còn bây giờ thì Linh sẽ tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của mình nhé.